Rồi ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và anh em sẽ tiếp tục đến với cái series gọi là anh em server Việt Nam và càn quét gọi là sang bên server Trung để cày cuốc nha anh em nhé. Hiện nay thì ở bên server Trung, cái server hiện nay mà anh em trong group đang chơi thì chắc sẽ được khoảng 30 anh em ạ. Đấy, lúc kêu gọi thì rất là đông, tuy nhiên là đến lúc vào mà chơi thực tế thì chỉ được khoảng 30 anh em hiện nay là đang cày cuốc thôi. Và bên server Việt Nam mình, anh em sang thì hiện nay là đang tạo được hai cái bang anh em ạ. Một bang là do mình tạo, đấy, VN Great Game Mobile, và một bang nữa là VN Nông Dân. Hiện nay thì bang VN Nông Dân thì đã tụt xuống top 6 rồi. Còn bang của mình thì hiện nay thì vẫn đang trụ được ở top 2 anh em ạ. Thua một bang của các bạn người Trung Quốc anh em ơi. Tuy nhiên là về level của bang thì bang của mình đang level cao hơn, nhưng mà về cái lực chiến thì bang của mình đang lực chiến là thấp hơn rất là nhiều. Bởi vì bên server Trung thì các bạn nghĩ quân số là hơn 1 tỷ dân cơ, nên là khi mà chơi các server mới thì đua top rất là cao. Rồi ok, hôm nay thì tổng kết đó là ngày thứ tư anh em ạ, là cuối ngày thứ tư, thì cũng đồng thời là kết thúc buổi tối ngày hôm qua thì đã kết thúc cái sự kiện là đua top chiêu mộ. Mình sẽ cập nhật cho anh em cái đua top chiêu mộ của cái server mình đang chơi trước nhé. Đây, đầu tiên là sau khi kết thúc cái ba cái ngày chiêu mộ đầu tiên thì anh em có thể thấy là top 1 hiện nay thuộc về một người chơi đến từ Trung Quốc, VIP 9, và bạn ấy đã chiêu mộ tổng cộng là 31.425 điểm anh em ạ, rất là cao luôn. Người chơi top 2 anh em có thể thấy là cũng VIP 9 và cũng chiêu mộ của bạn ấy là 24.147, người chơi top 3 VIP 7 là 21.000 anh em ạ. Nói chung là từ top 1 đến top 10 thì đều là các người chơi đến từ server Trung Quốc cả. Đấy, không biết người chơi thứ 12 này, VIP 6 này, người chơi Viking này thì không biết là có đến từ server Việt Nam mình hay không. Khả năng là sẽ không phải người Việt Nam mình, bởi vì cũng không thấy bạn ấy sâu ở trong group, thì cũng được là 10.161 điểm anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ cùng xem anh em ở server Việt Nam mình thì đang nọ mọ ở chỗ nào nhé anh em nhé. Đầu tiên đây, người chơi đầu tiên nọt vào trong cái top 50 ở vị trí thứ 28, đó chính là mình anh em ạ, VN Great Game Mobile đến từ VIP 2 đây. Đấy, và mình chiêu mộ được 6.808 điểm anh ạ. Mình nạp thì chỉ vừa đủ VIP 2 thôi, nên là vừa đủ ăn ở trong cái top 50. Người chơi đứng thứ 29 gọi là sau mình một bậc là VN Khiêm, bạn ấy thì VIP 3 và hiện nay level của bạn ấy đã là level 51 rồi anh em ạ. Tức là bạn ấy mua một cái gói tăng thêm cái tiêu chiến nhanh của từng ngày anh em ạ, nên là cái khả năng tiêu chiến nhanh của bạn ấy sẽ cao hơn, và VIP 3 thì hình như là sẽ tiêu chiến được nhiều hơn thì phải. Tiếp theo đây, vị trí 31 VIP 3 VND thì khả năng cũng là của Việt Nam mình thôi, là Việt Nam nông dân khả năng thế. Đấy, top thứ 33 là bạn VND Chem, 6.231 điểm, nói chung là cũng được 4 năm anh em. 67 VNV này, rồi tiếp theo VN Boy này và Red này. Đấy, VN Great Game Mobile nữa. Thế còn người chơi VN Great Game Mobile này thì là trước đó là sau khi có dính vấn đề xác minh số điện thoại ở cái con hát VIP 2 này thì mình đã tạo thêm cái em này, và sau đó thì mình đã sau khi là xác minh số điện thoại xong thì mình đã để lại cái con hát này cho một bạn ở bên server Việt Nam mình. Đấy, tiếp theo là VN Quang này. Đấy, như vậy là VN Quang Minh rồi lớp này, đấy cũng thuộc server Việt Nam mình hết. Như vậy là trong top 50 đấy, bảng xếp hạng là đua top chiêu mộ thì cũng được khoảng 10 người chơi đến từ server Việt Nam mình em ạ. Tiếp theo là Kuro VN Lucifer này. Đấy, các cái tên mà kiểu Việt Nam này thì đều anh em đến từ trong cái group mình cả anh em ạ. Đấy, rất là đông người chơi luôn. Ok, Vua Lì Đòn này. Rồi ok, như vậy là xong cái cập nhật với anh em cái top chiêu mộ nhất. Bây giờ mình sẽ cập nhật với anh em cái top bảng xếp hạng lực chiến. Thì đối với top bảng xếp hạng lực chiến ở đây thì hiện nay mình đang đứng thứ 36 với 153.000 lực chiến anh em ạ. Đối với người chơi đứng vị trí thứ 4 nhưng tuy nhiên cũng đồng phải là top 1 thì hiện nay lực chiến của bạn ấy là 388.000 lực chiến rồi, sau 4 ngày là đến bây giờ là 4 ngày là 388.000, top 2 là 358.000, top 3 là 347.000 anh em ạ. Đấy, ok. Đấy, các vị trí tiếp sau đấy, VIP 5, VIP 6 thì đều là các người chơi đến từ server Trung Quốc cả nha anh em nhé. Ok, bắt đầu từ top 21 trở đi đấy, trên 100.000 lực chiến thì mới sẽ bắt đầu xuất hiện anh em ở bên server Việt Nam, và chúng ta sẽ cùng xem người nào sẽ xuất hiện đầu tiên ở trong cái top bảng xếp hạng lực chiến này nhé. Viking, đấy, người chơi Viking này thì chắc là không phải người Việt Nam mình rồi, không biết là có không, nếu có thì bạn comment nhé. Và đứng thứ 29 là VN Khiêm với VIP 3, hiện nay bạn ấy đang là VIP cao nhất ở trong những anh em gọi là bên server Việt Nam sang bên server Trung để cày cuốc, và lực chiến của bạn ấy thì 163.881 này. Ok, tiếp theo là VN Godfather. VN Godfather thì hiện nay là đang là hạm trưởng của hạm VN Nông Dân đấy.
tạo hạn để cho anh em chơi. Người chơi thứ 33 là VN Navy với 157.000. Rồi, ok, như vậy là đã có 3 người chơi đến từ server Việt Nam rồi. Tiếp theo mình thì hiện nay đang đứng thứ 36. Như vậy là 4 này. Đấy, Lucifer là 5 này, VND là 6 này, VN Hải là 7 này, Gchem là 8 này, VN Boy là 9, Lớp là 10 này, Quang Minh 11 này và Fairport là 12 này. Rồi, và chốt ở vị trí thứ 50 là VN Great Game Mobile với 129.083 anh em ạ. Như vậy nó cũng được khoảng 10 người. Đấy, 10 người chơi là nằm trong top lực chiến ở trong top 50 để nhận cái phần thưởng nó cao hơn những người chơi còn lại một chút. Đấy, còn lại những anh em còn lại thì đều nằm trong cái top 100 cả như anh em nhé. Ok, về đội hình của mình hiện nay thì đối với đội hình VIP 2 của mình ở con nát này thì cũng không may mắn cho lắm anh em ạ. Hiện nay thì mình mới chỉ nâng được Wano Zoro đấy lên đến 7 sao thôi. Tiếp theo là em tướng Kuzan là 7 sao anh em nhé. Như vậy là có hai em tướng 7 sao, một em tướng Jinbei là 6 sao, tiếp theo là một em tướng Luffy Nightmare 6 sao và một em tướng Kizaru 6 sao. Thì đối với em tướng Kizaru và em tướng Luffy Nightmare thì sẽ là food và nguyên liệu để mình nâng em tướng Wano Zoro và em tướng Kuzan lên đến 8 sao. Đây, hiện nay thì mình đang thiếu food 5 sao, thiếu 3 food 5 sao nữa thì mới có thể nâng Wano Zoro lên được. Tương ứng với bên Hải quân thì đang thiếu 1 food đấy, bên hệ Thất Vũ Hải thì không có gì, còn bên hệ Tứ Hoàng thì hiện nay mình có hai em Tứ Hoàng là Dâu Trắng và Wano Mako với 2 em phút nữa. Thực tế là mình có thể lên được anh em ạ, thực tế là mình có thể lên được Zoro lên 8 sao hoặc là Kuzan lên 8 sao, bởi vì hiện nay thì trong đây đấy, anh em có thể thấy là mình đang có 8, mình đang có 400 mảnh tướng 5 sao sẽ tương ứng với 8 con tướng 5 sao đấy, và một em Usopp là 9 này, một em Brock là 10, một em VV là 11 này, và kết hợp 50 mảnh hải quân đến là 12, tức là trong đây sẽ có 12 em tướng thì sẽ đủ để nâng Zoro và Kuzan lên 8 sao. Nhưng tuy nhiên hiện nay mình chưa nâng, bởi vì là nếu có nâng thì nó cũng chỉ tăng lên được chiến một chút thôi, mà cái level của các cái con tướng hiện nay chưa mắc. Đấy, các con tướng hiện nay chưa mắc nên là mình cũng chưa muốn nâng vô, nên là hiện nay vẫn đang để đấy để lúc nào mở một thẻ đấy cho nó chất lượng anh em ạ. Ok, đấy, như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã cập nhật cho anh em đấy, các cái gọi là các cái bảng xếp hạng này, rồi tình hình anh em đang cày cuốc ở bên server chung ở group và kho báu truyền thuyết của mình thì đang cày cuốc bên server chung anh em nhé. Nếu mà xếp về lực chiến đấy thì hiện nay thì mình trong cái server này thì mình là một người chơi VIP 2 thì đang xếp lực chiến thứ 21 đây. Tiếp theo đây đấy, hiện nay Viking 12 này đấy, có bạn VN Khiêm thì đang xếp lực level lực chiến là số 15 này. Đấy, tiếp theo là Levi 18 này, Godfather 19 này. Đấy, ok, và mình thì là 21 anh em ạ. Ok, cũng khá là ok so với một con app VIP 2 với các bạn người chơi VIP 3, VIP 4 thì lực chiến của mình là cũng sấp xỉ các bạn ấy một chút anh em ạ. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.